nếu lần này cô ta xảy ra chuyện cậu vẫn nhất định không ra mặt à sẽ không hắn quay người câu mày nói với tống tinh thần tôi nói này sao cậu nói nhiều thế tôi đã bảo là sẽ không giúp cậu ta nữa mà được rồi tôi tin tưởng cậu một lần đừng để an ninh thất vọng mục đình kiêu liếc nhìn người phụ nữ nhỏ bé bên cạnh cẩn thận hỏi em ghét cô ta đến thế sao lại không để anh ra tay em có thể tự xử lý được lâm gia vi tiếp tục xem họ diễn đi Mục Bình kêu cao mày, nghiêng người về phía cô, tự nhiên đưa tay ra sau lưng cô. Lục an ninh nhìn về phía bàn ký tên, nhìn thẳng vào Lâm Gia Vi nói, tinh thần, tôi nghĩ cô ta đã có chuẩn bị. Quả thực, biểu hiện của Lâm Gia Vi quá bình tĩnh. Tinh thần đã đấu với cô ta mấy lần, mỗi lần thua, cô ta đều tức giận đến mức đỏ mắt, gân cổ lên, gần như muốn phát điên. Nhưng lần này, cô ta quá bình tĩnh. Cô ta rõ ràng biết tinh thần và an ninh biết về việc đạo văn, mà vẫn dám tổ chức ký thỏa thuận hợp tác vào ngày kỷ niệm trường hành động quá ngang nhiên nhất định là cô ta có chuẩn bị tinh thần nói đừng sợ binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn cô không tin cô không làm được gì cô ta ngày càng có nhiều phóng viên vây quanh lục an tâm tiếng hô hào của các sinh viên ngày càng to hơn đã không thể kiểm soát được nữa thấy tình thế căng thẳng lãnh đạo nhà trường rất khó chịu trước hành động của lục an tâm nhưng lại không làm được gì Dư luận đã dậy sóng, bây giờ thuyết phục cô ta đi xuống cũng đã muộn. Cảnh tượng vừa rồi cũng đã được phát sóng trực tiếp, khán giả ngồi trước tivi cũng đã nhìn thấy, một khi câu chuyện bùng nổ, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Sau khi hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các lãnh đạo khác họp khẩn, hiệu trưởng bước lên sân khấu, thân thiết nói chuyện với Lục An Tâm, khuyên cô bình tĩnh lại để giảm thiểu tác động tiêu cực của việc này. Bạn học này, nếu em có chuyện gì, hoặc là cuộc sống khó khăn quá, thì có thể nói với lãnh đạo nhà trường. Nhưng nếu em buộc tội bạn bạn học khác đạo văn ngay trong ngày kỷ niệm ra trường, bị phát hiện là nói sai sự thật, sẽ bị nhà trường xử phạt mất nhiều hơn được đó." Lục An Tâm cười nhẹ, ánh mắt uyển chuyển, nhưng thái độ nói chuyện rất kiên quyết. "Hiệu trưởng, em làm việc này cũng là vì lợi ích của đế đại. Những gì em tiết lộ hôm nay hoàn toàn là sự thật. Ngày kỷ niệm 100 năm thành lập trường mà lại xảy ra chuyện nực cười như thế, ngài thấy chúng ta có xứng với từ gia canh tiên sinh, người sáng lập đế đại không?" Lục An Tâm nói chuyện sắc bén, hiểu rõ nghệ thuật nói chuyện, biết thế nào là tứ lạng bạt thiên cân, nói câu nào chất câu đó. Cô ta vừa nhắc đến từ gia canh tiên sinh, sắc mặt của hiệu trưởng lập tức tối sầm, không biết nói gì nữa. Hiệu trưởng vẻ mặt nghiêm túc hỏi, em có bằng chứng không? Vu khống bạn học trong lễ kỷ niệm thành lập trường, tội danh không nhỏ đâu. Hiệu trưởng, sao em dám đứng đây nói ra sự thật mà không có bằng chứng chứ? Giọng điệu chắc chắn của Lục An Tâm khiến những lãnh đạo trên khán đài lại cúi đầu thảo luận. Hiện tại, họ rất ghét Lục An Tâm. Người này đứng lên lúc nào không đứng, lại chọn đúng lúc đế đại tổ chức lễ kỷ niệm mà xuất hiện, phá hỏng hết không khí. Tình thế này, nhóm lãnh đạo buộc phải xử lý chuyện này trước. Dưới đài, Mục lão lớn tiếng nói với hiệu trưởng, tìm hiểu xem thực hư thế nào, nếu chứng cứ xác thực, phải phạt thế nào thì phạt thế đấy. Đế đại là môi trường giáo dục không bao giờ chứa chấp những chuyện này. Hiệu trưởng gật đầu, nghiêm túc nói với Lục An Tâm, em cho chúng tôi xem bằng chứng của em đi. Nếu em đã muốn vu cáo Lâm Gia Vi đạo văn, phải cho mọi người thấy rõ mọi chứng cứ. Lục An Tâm mạnh mẽ sửa lại lời của hiệu trưởng. Hiệu trưởng, xin hãy chú ý lời lẽ của ngài. Đài truyền hình đang phát sóng trực tiếp, mọi điều ngài nói và làm đều sẽ bị khán giả nhìn thấy. Em không hề vu cáo Lâm Gia Vi đạo văn. Em có chứng cứ sắc mặt hiệu trưởng đen lại rồi đưa chứng cứ của em ra đi lục an tâm đã chuẩn bị kỹ càng lấy rong trong túi nhỏ mang bên người ra một chiếc máy chiếu cô bật máy chiếu cắm usb và chiếu lên tấm rèm phía sau sân khấu sắc trời càng ngày càng tối tuy không là tối hẳn nhưng nhờ tấm màn trắng hình ảnh vẫn hiện lên rõ ràng đó là bản vẽ của tàu thám hiểm mặt trăng bên cạnh các bức vẽ có nhiều chữ cái không phải bằng tiếng anh mà bằng tiếng đức Lục An Tâm cầm lấy micro nói với khán giả. Mọi người có bao giờ tự hỏi tại sao một sinh viên năm nhất như Lâm Gia Vi chưa từng tiếp xúc với ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và đổ bộ mặt trăng lại có thể viết luận văn về tàu đổ bộ mặt trăng tiên tiến nhất thế giới không? Đáp án đang ở trên màn hình, mời mọi người cùng xem. Đây là hình ảnh tàu đổ bộ mặt trăng, trên ảnh còn được ghi chú ngày tháng và có chữ ký của người thiết kế. Các bản vẽ đã được đăng trên tạp chí nghiên cứu khoa học nổi tiếng của nước D cách đây vài tháng do giáo sư Mon nổi tiếng của cục vũ trụ nước D viết. Thành quả của hơn 30 năm nghiên cứu về tàu đổ bộ mặt trăng của giáo sư có tổng cộng có 5 bản vẽ. Các bản vẽ đều giống hệt với chiếc xe thám hiểm mặt trăng bánh xích do Lâm Gia Vi thiết kế. Ông ấy chưa xuất bản luận văn nào, mà Lâm Gia Vi lại cao minh ở chỗ chỉ sao chép bản vẽ. Lục An Tâm vừa nói xong, một cuộc thảo luận sôi nổi nổ ra trong nhóm sinh viên một số sinh viên học tự chọn tiếng Đức có thể hiểu những ký tự trên bản vẽ. Thời gian qua, xe thám hiểm mặt trăng của Lâm Gia Vi đã rất nổi tiếng. Bằng bài luận văn này, cô ta đã giành được giải thưởng cống hiến xuất sắc trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập đế đại, đồng thời ký thỏa thuận hợp tác với cơ quan vũ trụ. Đãi ngộ như thế, sao có thể tránh khỏi làm cho người ta đỏ mắt? Nhiều bạn học đã đọc qua luận văn của cô, kết hợp với những hình vẽ trên máy chiếu, chứng cứ xác thực được bày ra trước mặt mọi người. Lâm Gia Vi thực sự đạo văn. Trời ạ, à, thực sự là đạo văn. Lá gan Lâm Gia Vi thật to, dám sao chép tác phẩm của người trong cục hàng không. Rốt cuộc bối cảnh của Lâm Gia Vi là thế nào? Sao lại có thể đạo văn mà nhận được giải thưởng đổi mới khoa học kỹ thuật để đâu thế? Xem ra giải thưởng này quá mập mở, tôi hoài nghi sự chân thật của giải thưởng này. Hồi nãy cậu không nghe thấy à, là mời khách và đưa hồng bao đó. Sao đế đại lại có người như cô ta chứ, làm mất hết danh dự người làm khoa học? Lần này Lâm Gia Vi xong đời rồi, chứng cứ xác thực như thế, cô ta còn có thể nói gì chứ? Thật là xấu hổ. Còn chạy ra nước ngoài ăn cắp bản sẽ nữa. Ông ấy tốn 30 năm mới ra được bản vẽ này, cô ta nghĩ có thể thần không biết quỷ không hay mà sao chép à? Nghĩ là không chép văn thì không bị phát hiện, nên chuyển qua đạo bản vẽ, đúng là ghê tởm. Cô ta lợi dụng sơ hở để cơ cấu đoạt giải thưởng, tuyên truyền, ký thỏa thuận hợp tác với cơ quan vũ trụ, đúng là vừa có bối cảnh vừa có quan hệ nhưng mà loại chuyện này lại xảy ra ở đế đại, thật sự là ghê tởm. Điều ghê tởm nhất là chúng ta phải học ở trường đến tận khi tốt nghiệp mới đi xin việc tử tế được, mà mấy chỗ tốt đều đã bị loại người sâu mọt này chiếm mất rồi. Đúng là cuộc đời. Mà cục vũ trụ là cơ quan nhà nước, lại bỏ qua những sinh viên tốt, tuyển về một đám mắt mù đạo văn. Cơ quan vũ trụ nằm không trúng đạn, sắc mặt ba vị lãnh đạo đến ký hợp đồng đen như đít nổi. Một người trong số họ trực tiếp đặt bút xuống, đen mặt rời đi. Hai người còn lại lúng túng ngồi ở bàn ký tên, tiến không được lùi không xong, muốn xuống đài cũng không được, quả thực là xấu hổ. Họ thực hối hận vì đã đến đế đại, bị bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ, còn bị các sinh viên đế đại khác chế giễu. Lãnh đạo nhà trường nhìn thấy hình vẽ trên màn chiếu đều cúi đầu xuống. Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập đế đại đã biến thành chỗ phơi bày những vết sẹo xấu xí trước khán giả cả nước, quá xấu hổ. Ngay cả ở ghế khách mời, vừa rồi mọi người vẫn còn khen ngợi Lâm Thế Hiền, giờ đều giạt ra hết, trực tiếp chơi trò bỏ đá xuống giếng, bắt đầu thảo luận sôi nổi. Trong số đó, người ồn ào nhất là ba của cảnh thần hành, cảnh Thế Châu. Ông ta không quan tâm đến mặt mũi của Lâm Thế Hiền. Trời ạ, à, chuyện gì vậy? Sao chép còn chạy ra nước ngoài, sang tận nước để ăn cắp? Người ta tối mặt nghiên cứu hơn 30 năm mà thản nhiên lấy về, đạt được giải thưởng đổi mới công nghệ đế đô thậm chí nó còn dùng thứ này để vào cơ quan vũ trụ quốc gia, rồi vào danh sách nhận giải cống hiến kiệt xuất trong 100 năm phát triển của đế đại. Chuyện mua bán này đúng là có lời ghê. Ông cụ cũng gia nhập cuộc thảo luận, cười nói, người này khá thông minh đấy chứ, biết đạo văn rất dễ dàng, có thể đạt được cả danh lẫn lợi. Cháu gái tôi vì làm thí nghiệm mà mấy ngày mấy đêm không chớp mắt, vì giải quyết mấy vấn đề vướng mắc mà mấy ngày đêm không ăn không uống. Tôi còn nói nó tổ hỏa nhập ma rồi, mà nó vẫn nhất quyết không dừng lại nhất định phải thí nghiệm thành công mới được. Tôi còn sợ nó còn nhỏ tuổi đã vì lao lực mà chết, nhưng vị này lại thông minh nha, trực tiếp đi đạo văn, không cần làm gì cũng một vốn bốn lời. Đúng rồi, tiểu tử nhà tôi cũng thế, vừa vào phòng thí nghiệm cũng như tẩu hỏa nhập ma. Vào đó xong, lúc đi ra chân tay như bay, gọi nó thì nó luyên thuyên mấy số liệu thí nghiệm mà tôi chẳng hiểu gì. Ông xem mấy thứ trên sân khấu kìa, sao con cháu nhà chúng ta không học được trò này nhỉ? Bởi vì, con cháu nhà chúng ta biết đạo văn không bao giờ là con đường đúng. Nếu mọi người đều dựa vào đạo văn mà đi lên, sự nghiệp nghiên cứu khoa học quốc gia sẽ ngày càng trở nên khó khăn. Chúng từ nhỏ đã không bao giờ làm chúng ta phải xấu hổ, không chịu đi đường tắt, cũng không làm những chuyện bắt gà trộm chó kia. Đúng rồi, đúng là như vậy. Thượng bất chính, hạ tất loạn, đều là hạng người trộm gà bắt chó. Ông nói xem, kết cục của người kia thế nào? Cố Tình sao chép không nói lại còn dùng nó như công trình nghiên cứu khoa học, lấy về không ít giải thưởng. Nếu chuyện này bị tố giác, nó sẽ bị cả nước chửi rủa. Người bên cạnh nói xen vào, thì thế chứ sao? Xen độ nổi tiếng của người này, xem như cả nước đều biết. Nay chuyện này được đưa lên Internet, chắc chắn sẽ lên hot search, cả nước sẽ biết nó đạo văn. Các người nói xem, nếu nhà khoa học nước đê biết về việc này, liệu có khởi tố không? Nếu liên quan đến pháp lý, thật là mất mặt trước bạn bè quốc tế phía sau hàng ghế khách quý, nhiều người hùa theo bàn tán. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong đời Lâm Thế Hiền từ trước đến nay. Lâm gia làm ăn phát đạt, dù là trong giới kinh doanh hay nơi xã giao, ông đều là đối tượng kết giao nịnh hót, đã bao giờ bị người ta chỉ trích. Đôi mắt ông lạnh lùng và sắc mặt rất khó coi. Ông chưa bao giờ nghi ngờ luận văn về tàu thám hiểm mặt trăng của Gia Vi. Ông vẫn có chút hiểu đứa con gái này. Lâm Gia Vi từ nhỏ đã luôn đạt được thành tích xuất sắc, chưa bao giờ làm Lâm Gia mất mặt, luôn là niềm kiêu ngạo của ông. Nhưng ông không bao giờ ngờ tới, tàu đổ bộ mặt trăng thực sự là do Gia Vi Đạo Văn còn bị bóc trần trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập đế đại. Chuyện này không chỉ làm mất uy tín của nhà họ Lâm mà còn khiến ông không thể ngẩng mặt lên trước rất bao nhiêu người. Lâm Thế Hiền vô cùng tức giận, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, gân chán cuồn cuộn nổi lên. Lâm Huyễn ngồi bên cạnh Lâm Thế Hiền, bắt chéo chân và ngẩng đầu kiêu hãnh, gia bộ chuyện này không liên quan gì đến hắn. Hắn không quan tâm Liệu Lâm Gia Vi có đạo văn hay không. Cô ta cố gắng leo lên, hy vọng có thể lấy được quyền thừa kế của Lâm thị, nhưng cô ta phải thất vọng rồi. Lâm gia có một truyền thống từ trước đến nay, gia nghiệp chỉ truyền cho nam, không truyền cho nữ, cho dù Lâm Gia Vi có cố gắng thế nào cũng vô ích. Lần này có tin đồn đạo văn, có lẽ cả đời cô ta cũng không được vào Lâm thị nữa. Lâm Huyễn Tâm tình rất tốt, lấy tay lau khóe môi tà ác nhếch môi, nheo mắt lại nhìn tinh thần từ phía sau. Người phụ nữ này quả thực là cực phẩm, một xử nữ hiếm có, nhưng đáng tiếc lại là nữ nhân của thái tử Mục Gia. Nhưng là người phụ nữ của Mục Đình Kiêu thì sao chứ? Chỉ cần là thứ hắn thích, hắn chưa bao giờ thất thủ. Cướp nữ nhân của Mục Đình Kiêu rất có tính khiêu chiến. Trên lễ đài, Lục An Tâm đã xem hết đến phản ứng của lãnh đạo nhà trường và sinh viên phía dưới. Đúng như cô dự đoán, ngay khi hình ảnh được chiếu lên, toàn khán đài đã bùng nổ. Một lãnh đạo của cơ quan vũ trụ đã rời đi, còn hai người khác thì bị các sinh viên mắng là mắt mù, cũng chuẩn bị rời đi. Lễ ký kết đã bị hủy hoại hoàn toàn. Các học sinh bình luận ngày càng ồn ào hơn, chứng cứ Lâm Gia Vi đạo văn vô cùng xác thực, tất cả đều chờ lãnh đạo nhà trường xem cô ta sẽ bị trừng phạt, gian đe thế nào. Trong lễ kỷ niệm của đế đại, hành vi đạo văn nghiêm trọng như vậy bị vạch trần, Lãnh đạo nhà trường đều phải cúi đầu xấu hổ. Nhưng sự việc đã bị phơi bày, muốn che giấu hay giảm bớt áp lực của dư luận cũng đã muộn. Mấy lãnh đạo tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về hình phạt của Lâm Gia Vi. Mà đương sự Lâm Gia Vi lại đang ngồi ở ghế, vẻ mặt bình tĩnh, không hề có dấu hiệu hoảng sợ, dường như cô ta đã đoán trước được sự việc sẽ bị lộ. Lục An Tâm cười lạnh nói, cô bình tĩnh thật đấy, để tôi xem cô có thể bình tĩnh được bao lâu. Cô cầm micro Lật trang khác trên máy chiếu, lớn tiếng nói, có thể mọi người không biết rõ về Lâm Gia Vi, nhưng với tư cách là một trong những người tranh cử hoa khôi của trường, để hiểu rõ đối thủ, tôi đã kiểm tra các tư liệu về cô ta. Trước khi xuất bản luận văn về tàu đổ bộ mặt trăng, cô ta cũng xuất bản hai bài luận văn khác, được đón nhận nồng nhiệt trên các tạp chí nghiên cứu khoa học nổi tiếng trong nước. Cả hai bài này cũng đều đạo văn, một cái là sao chép từ một bài nước ngoài, một bài là chép từ bản nháp của một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong nước. Tất nhiên, Hai bài luận đó đã bị xóa cách đây một thời gian một cách khó hiểu, nhưng tôi lại tình cờ có ảnh chụp. Mời mọi người xem trên màn hình, đầu tiên là bản so sánh bài luận tiếng Trung và tiếng Anh. Mời những bạn học học hệ tiếng Anh xem kỹ, độ tương tự lên đến 80%, chỉ là đảo lại thứ tự. Bài luận tiếng Anh đã được xuất bản 3 năm trước, trên màn hình có thông tin xác thực thời gian. Nói cách khác, Lâm Gia Vi không chỉ một lần đạo văn, Lời nói của Lục An Tâm gần như đẩy Lâm Gia Vi vào tình thế vạn kiếp bất phục. Bởi vì Lâm Gia Vi không chỉ đạo văn một lần hai lần, mà các bài luận cô ta xuất bản đều là đạo văn. Chuyện to gan như thế, lập tức làm toàn trường chấn kinh. Những chuyện Lâm Gia Vi làm làm đúng là chấn động tam quan. Hiện trường càng trở nên bùng nổ hơn. Trời ơi, đây không phải lần đầu cô ta đạo văn, cô ta làm thế mấy lần rồi. Đúng là chó thì không bỏ được ăn cướp mà một người đã quen đạo văn, vừa có được cả danh lẫn lợi, sẽ không hạ mình khổ cực đi nghiên cứu nữa đâu. Loại người này quả thực chính là cặn bã của đế đại mà. Con sâu làm dầu nồi canh, lại còn bị truyền hình trực tiếp nữa chứ. Chắc chắn mấy tiểu tử bên Trung Khoa viện sẽ cười nhạo chúng ta. Còn đâu là mặt mũi của đế đại nữa, phá hỏng lễ kỷ niệm của trường luôn rồi. Hãy chờ xem kết cục của cô ta thế nào. Lần này cô ta làm cả trường phẫn hận, chắc chắn nhà trường sẽ không nương tay đâu. Các phóng viên và máy quay truyền hình đều tập trung vào ba nhóm người. Một người chính là Lục An Tâm, người đang đứng trên lễ đài với vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Đây chính là thời khắc nổi bật nhất trong cuộc đời cô, cô rất hợp tác với các phóng viên. Sau ngày hôm nay, cô cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Những nữ sinh trong trường gọi cô là nữ hoàng kịch nghệ cũng sẽ phải thay đổi. Đến lúc đó, cho dù cô không còn là hoa khôi của trường, độ nổi tiếng của cô trong trường chắc chắn vẫn sẽ rất cao. Nhóm người thứ hai mà máy quay tập trung vào là đội ngũ lãnh đạo của trường, những người vẫn đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về cách xử trí Lâm Gia Vi. Người thứ ba mà máy quay tập trung vào là Lâm Gia Vi, người đang thờ ơ ngồi trên ghế. Dưới sân khấu, các sinh viên náo loạn, nhưng sắc mặt Lâm Gia Vi vẫn không thay đổi, không có bất kỳ biểu cảm gì đặc biệt, kể cả khi Lục An Tâm lôi ra chuyện cô đạo văn mấy lần. Tâm trạng của cô ta có vẻ không đổi nhiều cứ như thể cô ta đã lường trước được việc sẽ bị tố giác đạo văn ở nơi công cộng. Thiên kim của thế gia đế đô, đúng là khí độ không tầm thường, đáng tiếc là trí thông minh của cô ta lại không được đặt vào đúng chỗ, mà lại dùng để suy nghĩ về đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời. Thậm chí ông lão còn nói, tiếc cho một cô bé xinh đẹp như vậy, mà lại không đi đường chính đạo, thật là đáng tiếc. Tinh thần quay đầu lại, liếc mắt nhìn lão gia tử, chuyện nhà người ta, ông ít quan tâm thì tốt hơn nó dù cho lâm gia vi bị tố cáo thanh danh bị bôi bẩn thì vẫn là con gái duy nhất của lâm gia là danh viện đế đô lâm thế hiền chỉ có cô ta là con gái duy nhất ông ta sẽ không bỏ rơi cô ta thật là lo bỏ trắng răng tuy nhiên thái độ của lâm gia vi thực sự khiến tinh thần không hài lòng dư luận đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm làm cô ta bẽ mặt trước khán giả cả nước thế nhưng cô ta lại không hề biểu lộ chút cảm xúc nào cho nên tinh thần người đang chờ xem lâm gia vi bị chê cười cảm thấy không vui chút nào. Là do cô ấy đã tiến bộ hơn trong việc kiềm chế cảm xúc hay là cô ta cô ta đã dự kiến hết thảy chuyện này? 3 phút sau, cuộc họp lãnh đạo trường kết thúc, họ đã chốt xong hình thức xử phạt của Lâm Gia Vi. Lần này là hiệu phó ra mặt. Ông cầm micro, bước lên sân khấu và nói với các sinh viên bên dưới một cách nghiêm túc. Vụ đạo văn của Lâm Gia Vi trong lễ kỷ niệm khuôn viên trường này đã gây ảnh hưởng lớn đến dư luận và ảnh hưởng đến lễ kỷ niệm 100 năm của đế đại. Đế đại có một sinh viên như thế, với tư cách là một người lãnh đạo, tôi rất buồn và đau lòng. Một trăm năm nay, đế đại đã luôn không ngừng vươn lên, lấy đạo đức và giáo dục con người làm tôn chỉ, không ngờ sẽ xảy ra chuyện bôi nhọ danh dự trường như thế này. Ban lãnh đạo trường đã thảo luận nhằm xoa dịu sự tức giận của đa số sinh viên, cũng như đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho khán giả trước thư viện. Để không làm ảnh hưởng đến danh dự trăm năm của đế đại, nhà trường quyết định áp dụng những hình thức xử phạt sau đây đối với bạn học Lâm Gia Vi. Thứ nhất, thu hồi giải thưởng cống hiến xuất sắc đế đại bách niên của Lâm Gia Vi. Hiệu phó vừa đọc xong hình phạt thứ nhất, bất ngờ có một cô gái bước lên sân khấu, cắt ngang lời ông. "Hiệu phó, xin đợi một lát." Hiệu phó nhìn cô gái trên sân khấu, lập tức nhận ra cô chính là cựu chủ tịch hội học sinh, Vạn Tư Kỳ. Sự xuất hiện đột ngột của Vạn Tư Kỳ khiến các học sinh đang thảo luận sôi nổi dưới khán đài đều ngừng nói, tập trung vào cô. Lãnh đạo trường cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cô. Ngay cả Lục An Tâm cũng cảm thấy khó hiểu khi nhìn thấy Vạn Tư Kỳ lên sân khấu. Vụ việc của Lâm Gia Vi là ván đã đóng thuyền, bằng chứng xác thực, không thể lật ngược nữa. Người này chạy lên đây, cắt lời hiệu phó, tự chuốc lấy mất mặt sao? Ngay cả Tinh Thần cũng có chút kinh ngạc, vừa rồi lúc Lục An Tâm lên sân khấu, Vạn Tư Kỳ không xuất hiện, giờ đột nhiên đi lên, là có ý gì? Trong hồ lô của cô ta có gì? Trong tay cô ta cũng có một bản bằng chứng đạo văn của Lâm Gia Vi, bây giờ có công khai cũng vô dụng, Lục An Tâm đã công bố, ánh đèn sân khấu cũng bị cô ta hưởng hết rồi. Lục An ninh nhỏ giọng nói với tinh thần, người này có quan hệ tốt với Lâm Gia Vi, chính cô ta đã lên diễn đàn đăng bài vu khống cậu. Cảnh thân hành khinh thường nói, đương nhiên, giữa bọn họ là tình chị em keo sơn mười mấy năm, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vậy là vạn tư kỳ lên đài để giúp Lâm Gia Vi cũng tức là lần trước Vạn Tư Kỳ nói dối tinh thần. Hừ, là cô không cẩn thận, bị mấy lời của Vạn Tư Kỳ lừa gạt. Nhưng Lâm Gia Vi đã không thể cứu được, Vạn Tư Kỳ phải giúp thế nào bây giờ? Dù cô có làm thế nào thì cũng chỉ là phí công mà thôi. Phó hiệu trưởng nói với Vạn Tư Kỳ, bạn học Vạn, em đột nhiên lên sân khấu, ngắt lời tôi, có chuyện gì không? Vạn Tư Kỳ cầm micro lên, đối mặt với một mảng sinh viên đang yên lặng dưới sân khấu và lãnh đạo nhà trường, Nói, tôi đứng lên nói cho mọi người một chuyện, Lâm Gia Vi không hề đạo văn. Bùm, nhiều sinh viên dưới khán đài lập tức cười lớn. Tất cả bằng chứng đều đã được chiếu ra, còn nói Lâm Gia Vi không đạo văn, tẩy trắng cũng phải có chút giống tẩy trắng chứ. Coi toàn trường hơn hai vạn người ở đây là kẻ ngốc sao. Coi mọi người là mấy đứa con nít, thích lừa thế nào thì lừa à. Vạn Tư Kỳ không để ý đến những sinh viên đang chế diễu, tiếp tục nói tôi biết mọi người đều đã nhìn thấy bằng chứng trong tay lục an tâm. Những bức vẽ về tàu đổ bộ mặt trăng quả thực là của các nhà khoa học tại cơ quan quản lý vũ trụ của nước D. Và bài báo mà cô ấy xuất bản trước đây cũng được mượn ý tưởng từ một bài luận nước ngoài. Nhưng mọi người hãy nở. Nử... E tôi nói, Lâm Gia Vi là người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay của đế đô. Sinh ra trong gia tộc nhà họ Lâm nổi tiếng, tổ tiên không thiếu người làm quan, có người còn làm đến chức tể tướng. Chẳng lẽ cô ấy lại ngốc đến mức biết hậu quả của việc đạo văn thế nào mà vẫn một mực làm sao? Dưới đài, một số sinh viên lại bắt đầu bàn tán. Ai biết được, đạo văn dễ như thế mà cậu xem phần thưởng cho việc đạo văn tàu đổ bộ mặt trăng là thế nào đi. Cô ta đã giành được giải thưởng đổi mới khoa học và công nghệ đế đô, ký thỏa thuận hợp tác với cơ quan vũ trụ, còn cả giải đại diện kiệt xuất của đế đại bách niên. Mấy thứ này đều là thứ tốt, đâu phải hư danh. Vạn Tư Kỳ, cho dù cô có muốn giúp lâm gia vi tẩy trắng cũng xin đừng coi mọi người là kẻ ngốc đúng vậy đi xuống đi loại người này chính là ung nhọt của đế đại thế mà còn có người giúp cô ta thật kinh tởm hiển nhiên là đại bộ phận sinh viên không chấp nhận hành vi của vạn tư kỳ phó hiệu trưởng cũng mất kiên nhẫn khuyên nhủ em đi xuống đi đừng gây chuyện nữa tuy nhiên mọi người đều đã đánh giá thấp quyết tâm của vạn tư kỳ cô tức giận nói tôi còn chưa nói xong các người đã vội vàng kết luận rồi. Gấp cái gì chứ? Lục An Tâm có bằng chứng cho thấy Lâm Gia Vi đạo văn, thì tôi cũng có sẵn bằng chứng để chứng minh rằng cô ấy không đạo văn. Lời nói của Vạn Tư Kỳ nhanh chóng khơi dậy sự tò mò của đám đông. Quá là kỳ lạ rồi. Bằng chứng của Lục An Tâm đã được công khai trước mặt mọi người, ai cũng đã nhìn thấy, còn có sinh viên lên mạng tìm kiếm bản vẽ của các nhà khoa học nước đê, sự thật vô cùng xác thực. Lâm Gia Vi căn bản không thể được minh oan. Thế nhưng Vạn Tư Kỳ lại nói cô ta cũng có sẵn bằng chứng chứng minh Lâm Gia Vi không đạo văn. Điều này, thật vô nghĩa. Nhưng nhìn thái độ của Vạn Tư Kỳ, có vẻ như cô ấy không hề nói dối. Trước mặt với nhiều người như vậy mà cô ta vẫn đứng lên vì Lâm Gia Vi, không chỉ là dũng cảm, chắc chắn là cô ta có chứng cứ áp đảo, có thể thuyết phục được tất cả mọi người. Phó hiệu trưởng cao mày hỏi cô, em thực sự có bằng chứng chứng minh Lâm Gia Vi không đạo văn à? Cô nói chắc nịch em có. Bạn học Vạn Tư Kỳ, đây là sân khấu kỷ niệm của trường, còn được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Em đừng nói dẫn trên sóng truyền hình nữa. Em làm thế này chính là tự đạp đổ tương lai của mình. Đến lúc đó, trường muốn giúp em cũng không được nữa đâu. Em có hiểu ý tôi nói không? Cảm ơn hiệu phó đã nhắc nhở. Em đã hiểu, nhưng chuyện này em nhất định phải nói ra. Lâm Gia Vi không có lỗi. Lỗi của cô ấy chỉ là quá tin tưởng người khác nên mới bị lợi dụng. Cô ta nói thế là có ý gì? Lời nói của Vạn Tư Kỳ khiến cho những người trong khán phòng ngơ ngác. Lâm Gia Vi đạo văn, sao lại trở thành bị lợi dụng rồi? Bị lợi dụng mà đạt được vô số vinh quang mà người khác ao ước, thế cũng quá khiên cưỡng rồi. Không ít đệ tử dưới sân khấu hét to. Lợi dụng tôi đi, không cần giải thưởng gì khác đâu, cho tôi giải đại diện cống hiến đế đại bách niên là được rồi. Người này bị ngốc à, nói chuyện câu trước đá câu sau. Lâm Gia Vi dù sao cũng là người trưởng thành, chỉ số IQ không hề thấp, đâu dễ bị lừa như vậy. Cho dù cô ta bị lừa, cô ta lại giành được giải thưởng đổi mới khoa học và công nghệ đế đô, chúng tôi đâu phải là kẻ ngốc, muốn tẩy trắng cũng phải tìm lý do cho chính đáng chứ. Rõ ràng là những lời nói của Vạn Tư Kỳ không thể thuyết phục được các sinh viên. Hơn nữa, còn làm cho họ phản cảm. Thấy không ai tin mình, Vạn Tư Kỳ có vẻ hơi lo lắng, cực lực chứng minh lời nói của mình tôi có chứng cứ. Phó hiệu trưởng cười nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa, xuống sân khấu đi. Sau đây còn rất nhiều tiết mục nữa, chúng ta đã chỉ hoãn quá lâu rồi. Em còn náo loạn nữa, tiết mục phía sau không được bắt đầu, mọi người đều phải đợi đó. Vạn Tư Kỳ thấy hiệu phó đang cười nhạo mình, liền tức giận, đi lên bục nói với Lục An Tâm, cho tôi mượn máy chiếu dùng một lúc. Lục An Tâm nhún vai, dùng đi cô cũng tò mò vạn tư kỳ sẽ làm thế nào để minh oan cho lâm gia vi đã bị bôi đen thành như vậy căn bản là không thể nào vạn tư kỳ rút ổ usb của lục an tâm ra cắm của cô ấy vào trên màn chiếu xuất hiện mấy hình ảnh hiện tại trời đã hơi tối hình ảnh chiếu lên màn trắng cực kỳ rõ ràng đây là một bức ảnh chụp ngay khi bức ảnh được bật lên người dưới sân khấu đều giật mình bởi vì chủ nhân của bức ảnh chính là tống tinh thần một thiên tài yến ái, là mặt trời ban trưa của đế đại. Tinh thần thấy bản thân xuất hiện trên tấm màn, liền trợn mắt ngạc nhiên. Cảnh trong ảnh là vào buổi trưa hai ngày trước, Vạn Tư Kỳ đến gặp cô khóc lóc xin lỗi. Cầu xin cô xóa bài đăng về cô ta trên diễn đàn, đồng thời nói cô ta và Lâm Gia Vi đã hoàn toàn trở mặt. Cô ta một bộ đầy cam phẫn, son sắt nói là phải trả ù Lâm Gia Vi, nên tinh thần mới dễ dàng tin tưởng cô ta. Cô vốn tưởng hôm nay Vạn Tư Kỳ sẽ lên sân khấu để tố giác Lâm Gia Vi. Không ngờ người đó lại biến thành Lục An Tâm. Không sao, Lục An Tâm cũng được, chỉ cần có thể vạch trần sự gian dối của Lâm Gia Vi là được. Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng mọi thứ lại đột ngột thay đổi và phát triển như hiện tại. Vạn Tư Kỳ, người luôn miệng nói phải trả thù Lâm Gia Vi, lại trở thành người sẵn sàng lao xuống nước cứu Lâm Gia Vi, giúp cô ta tẩy trắng. Bức ảnh là do học tỷ nhã nhặn chụp qua lớp cửa kính. Trên máy chiếu không chỉ có ảnh mà còn có video. Trong video, tinh thần lấy ra một chồng tư liệu dày cộp từ trong ngăn bàn, đưa cho Vạn Tư Kỳ. Vạn Tư Kỳ chiếu nội dung tư liệu lên máy chiếu. Là phiên bản tiếng Trung của bản vẽ về xe thám hiểm mặt trăng. Còn có bản dịch tiếng Trung của bài luận nước ngoài mà Lâm Gia Vi đã nộp trước đó. Tất cả đều có dấu vân tay rõ ràng của tống tinh thần ở trên. Vạn Tư Kỳ nói to, rõ ràng, ra vẻ chính nghĩa. Đây là những bản thảo gốc đạo văn do Tống Tinh Thần cung cấp cho Lâm Gia Vi. Mọi người đều biết họ là bạn học. Nữ sinh trong lớp Vật lý 805 rất ít, mọi người có thể tưởng tượng quan hệ của họ thế nào. Tôi chỉ muốn nói, sự thật là Tống Tinh Thần đưa cho Lâm Gia Vi bản thảo, là cô ta chỉ cho Lâm Gia Vi cách sao chép. Bởi vì đó từng là cách Tống Tinh Thần thổi phồng bản thân. Để tôi nói cho mọi người một bí mật kinh thiên khác. Tất cả những thành quả nghiên cứu khoa trọ của cô ta đều ghi tên cô ta mọi người có biết tại sao không? Dự án máy bay không người lái, nếu mọi người nhớ không lầm thì có hai nhà phát triển hệ thống điều khiển bay, một người là Tống Tinh Thần, người còn lại là giáo sư Tôn, người mới chuyển đến đế đại năm nay. Giáo sư Tôn đã nghiên cứu khoa học hơn 20 năm nay, có nhiều thành quả to lớn, nhiều phát minh sáng tạo, còn bị những đồng nghiệp trước đó gọi là người của nghiên cứu. Mà Tống Tinh Thần là ai? Một nữ sinh 17 tuổi, đạt thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc, nhưng theo tư liệu, Trước đó cô ta chưa bao giờ làm nghiên cứu khoa học hay phát minh sáng tạo gì cả. Chỉ đến lúc đến đế đô trong hai tháng hè, cô ta nghiên cứu, phát triển ra hệ thống điều khiển bay không người lái hàng đầu thế giới. Điều này là không thể. Dưới đài, không ít khán giả thì thầm. Tống tinh thần chỉ tốn 2 tháng để phát triển hệ thống điều khiển bay, điều này hoàn toàn không khoa học, cho dù là gian lận cũng không thể được. Có thể nói là nghịch thiên. Vạn Tư Kỳ cười nói, như vậy chỉ có một khả năng. Sau khi giáo sư Tôn phát triển hệ thống điều khiển bay, Tống ra muốn Tống tinh thần nổi tiếng nên mới để cô ta làm việc cùng giáo sư Tôn. Có lẽ mọi người chưa biết gia cảnh của Tống tinh thần, cô ta là người thừa kế của Tống Thị, doanh nghiệp đầu ngành ở thành phố S. Cổ phần cá nhân của cô ta là 36%, là người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất của S Thị. Tôi cũng muốn nói thêm cho mọi người một chút về Tống Thị này. Chắc mọi người đều đã nghe qua tinh thuyền hàng vận, Thành lập từ năm 1928, là công ty vận tải biển lớn nhất Trung Quốc trước giải phóng. Vâng, nó chính là tiền thân của Tống Thị. Thành phố S là một nổi tiếng thành phố ven biển, là cảng vận chuyển hàng hóa lớn nhất cả nước. Lượng container đi qua cảng này hàng ngày lên tới hàng chục nghìn, trong đó đến 80% tàu chở hàng và bến cảng ở thành phố S đều thuộc sở hữu của Tống Thị. Sự kiện nổi bật nhất của Tống Thị gần đây là đầu tư hàng chục tỷ đồng để hợp tác với ba công ty công nghệ nổi tiếng họ đã cùng nhau thành lập một công ty công nghệ tên là Công nghệ Tống Thị. Trụ sở chính của Công nghệ Tống Thị mới đây đã chuyển về đế đô do Tống Tinh Thần đứng tên cho cô ta toàn quyền quản lý. Giao một công ty khoa học kỹ thuật cho một sinh viên năm nhất như Tống Tinh Thần, sợ là người khác sẽ không phục. Cho nên sau khi giáo sư Tôn phát triển thành công hệ thống điều khiển bay, liền ghi tên cô ta, giúp cô ta nổi tiếng. Việc bọn họ thương lượng tiền tài thế nào, không ai có thể biết được mà điểm lợi hại nhất của Tống Tinh Thần là cô ta sao chép còn cao cấp hơn Lâm Gia Vi. Lâm Gia Vi chỉ đạt được giải thưởng đổi mới khoa học công nghệ đế đô, trong khi Tống Tinh Thần lợi dụng hệ thống điều khiển bay mà đạt được giải thưởng 10 đại nhân vật. Điều khoa trương nhất là cô ta giành được giải thưởng khoa học và công nghệ kỹ thuật quốc gia mở, thứ mà nhiều nhà nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong nước phấn đấu cả đời cũng không có được. Mọi người nhìn xem, có phải cách thức của cô ta giống hệt Lâm Gia Vi không? Đầu tiên là làm nghiên cứu khoa học, sau đó trở nên nổi tiếng, gặt hái một loạt giải thưởng, đứng trên đỉnh vinh quang. Lời nói của Vạn Tư Kỳ khiến cả khán phòng ồ lên. Sau vài giây náo động, mọi người đều rơi vào im lặng. Cả hội trường hơn hai vạn người, nhưng lại yên lặng đến đáng sợ. Nếu việc đạo văn của Lâm Gia Vi khiến cho sinh viên bùng nổ thì con đường trở nên nổi tiếng của tống tinh thần lại càng cao minh, không chê vào đâu được, làm cho toàn bộ sinh viên được mở rộng tầm mắt. Bởi vì bọn họ không ngờ lại còn có cách làm như vậy. Đây chính là tầng lớp thượng lưu, là cuộc chơi của kẻ có tiền. Nếu những gì Vạn Tư Kỳ nói là đúng, thì Tống Tinh Thần không chỉ sẽ bị cả trường phỉ nhổ mà còn khiến dư luận phẫn nộ, trở thành kẻ thù chung của cả đế đô. Bởi vì những gì cô làm đã đi ngược lại đạo đức và lương tâm, bắt đầu lấn sang làn danh pháp luật. Vạn Tư Kỳ mỉm cười, nhìn đám sinh viên đang yên lặng tiêu hóa thông tin phía dưới. Lần này, mọi người không ồn ào như chuyện lúc nãy của Lâm Gia Vi, mà chỉ trầm mặc suy nghĩ. Chuyện của Tinh Thần làm cho mọi người quá sốc. Nhưng sự im lặng này không phải là kết quả mà cô ta mong muốn. Cô phải thêm mắm dặm muối, làm cho chuyện này nổi lên để mọi người tin tưởng cô. Vạn Tư Kỳ tiếp tục nói, tôi nói chuyện này, chắc là mọi người đều biết. Trước đây không lâu, Tống Tinh Thần và Cảnh Thần hành dẫn đội đi thi cuộc thi người máy châu Á, Thái Bình Dương, đạt giải quán quân, mang về vinh quang cho đất nước. Sau việc này, cô ta trở nên nổi tiếng trên các trang mạng xã hội trong và ngoài nước đến cả thần tượng nổi nhất nước Z cũng không thể có lưu lượng lớn như cô ta. Nhưng mọi người có nghĩ đến chuyện này không? Người máy đi thi là Win do cảnh thần hành chế tác, là cảnh thần hành điều khiển, mà hắn không được danh lợi gì cả. Từ sau khi cả đội giành được giải quán quân, hắn và những người khác trong đội đều như thế, trong khi tống tinh thần lại nổi lên như một ngôi sao. Tại sao lại thế? Mọi người đều góp công vào chiến thắng, tống tinh thần cống hiến được cái gì mà lại có thể đàn áp những cái tên khác, vừa có danh vừa có lợi, lại còn được nổi tiếng. Bởi vì cô ta là một người đã từng cướp đi ánh hào quang của người khác, cô ta biết làm thế nào để đưa danh tiếng của mình lên đến đỉnh cao, giống như sự việc của hệ thống điều khiển bay. Nhưng lần này trình tự hơi khác với lần trước. Đầu tiên, cô ta làm mình nổi tiếng ở nước ngoài trước, sau đó mới để các đơn vị truyền thông trong nước đăng lại với các nội dung kiểu như tống tinh thần hỏa biến. Lưu lượng truy cập vào các video của tống tinh thần đã lên đến 100 triệu, tống tinh thần làm Trung Quốc vẻ vang. Mọi người nghĩ xem, Mánh lối này, để truyền thông nước ngoài khen ngợi một cô gái Trung Quốc, có phải chúng ta sẽ vì cô ta mà tự hào, kiêu ngạo không? Đúng vậy, Tống Tinh Thần đang lợi dụng cảm xúc của những người yêu nước để tạo danh tiếng cho mình. Thủ đoạn này của cô ta không phải là cao minh bình thường nữa rồi, đã vươn ra cả các kênh truyền thông nước ngoài rồi. Mà trong cuộc thi người máy, người ấm ức nhất có lẽ chính là chủ nhân của Win, bạn học Cảnh Thần Hành. 3 năm trước hắn từng đạt giải quán quân cuộc thi người máy, mà lần này cố gắng hai Ba tháng, cuối cùng lại bị cô ta lấy hết vinh quang. Người máy do hắn chế tác thắng giải, mà hắn lại như người không liên quan. Đây là kiểu đối xử gì chứ? Tinh thần nghe đến đây, phụt một cái, cười ra tiếng. Cô cười, quay đầu hỏi cảnh thần hành, huynh đệ, cậu ấm ức lắm à? Cảnh thần hành liếc cô một cái, trực tiếp phát hỏa, cậu mau cút đi, vẫn còn tâm trạng mà đùa dỡn với tôi à? Cậu lo mà nghĩ xem nên làm gì đi. Nếu cứ để cô ta dẫn dắt dư luận cô ta sẽ bôi cậu đen như bát ma nấy. Tinh thần mở hai tay ra, thoải mái ngồi dựa vào cánh tay Mục Đình Kiêu đang để sau lưng cô, tư thế hào phóng, động tác hoàn toàn trái ngược với phong cách phiêu diêu tiên khí của bộ váy trên người. Gấp cái gì chứ, cô ta có chiêu gì thì cứ xuất ra hết đi, muốn mượn chuyện của Lâm Gia Vi mà bôi đen cô, định hướng dư luận, kéo cô xuống à, cũng phải xem cô ta có năng lực đó không. Tống tinh thần không sốt ruột chút nào, ngược lại, lục an ninh lại bắt đầu lo lắng. Tinh thần, cậu sao thế? Tôi không biết sao cậu ta lại có video và hình ảnh của cậu, nhưng những thứ đó không có lợi cho cậu chút nào. Mọi người đều đang theo dõi, danh tiếng của cậu bây giờ không thua kém bất cứ minh tinh nào, cứ tiếp tục thế này, hình ảnh của cậu không thể cứu vãn nổi nữa đâu. Mục Đình Kiêu nhíu mày nhìn tư thế của cô, đem thủ cấp của cô đặt lại chỗ cũ. Ở nơi công cộng phải chú ý hình tượng, đừng cậy có người đàn ông của em ở bên cạnh mà sỗ sàng. Tinh thần dựa vào người Mục Đình Kiêu, khẽ cười biểu tình treo chọc, giọng nói có chút nghẹn ngào, có thể sau hôm nay, hình ảnh của em trên mạng sẽ bị bôi đen, sẽ bị nhà nhà hạ nhục, tổ tiên 18 đời đều bị lôi ra chửi, có khi còn liên lụy đến cả anh, em phải làm sao bây giờ? Mục Đình kiêu giúp cô vén sợi tóc bên tai, đôi mắt híp lại, nhìn Vạn Tư Kỳ đang đứng trên sân khấu, ánh nhìn lạnh lùng. Có anh ở đây, không ai có thể bôi đen em. Nhưng anh đâu thể điều hướng suy nghĩ của tất cả mọi người? Không có gì là anh không thể làm. Anh sẽ không buông tha những kẻ kéo em xuống, anh sẽ xử lý từng người một. Đôi mắt hắn u ám, hẳn là đã nghĩ xong cách xử lý vạn tư kỳ. Tinh Thần rất hưởng thụ những lời của Mục Đình Kiêu, cô cười nói, "Đừng lo lắng, mấy vai diễn nhỏ này, em sẽ không để họ tự do nhảy nhót quá lâu đâu." Nhưng mà tài ăn nói của cô ta đúng là còn xứng đáng làm giảng viên diễn xuất hơn cả Lục An Tâm nữa. Tinh Thần không quan tâm, nhưng ông cụ phía sau đã không thể ngồi yên. Ông đã bao giờ có ý định bỏ vốn thu mua dự án hệ thống bay đâu, đều là tống tinh thần và giáo sư tôn giấu ông mà làm, trên bằng sáng chế cũng có tên của cả hai người. Cuộc thi robot châu Á-Thái Bình Dương quả thực đã khiến tinh thần nổi tiếng, nhưng đứa nhỏ này cũng đâu quảng bá gì. Nó gần như làm thí nghiệm quên ăn quên ngủ, lấy đâu ra sức lực mà đi tìm người quảng bá nữa. Nhóm của cô là đều là người nghiên cứu khoa học, không có đoàn đội truyền thông gì cả. Cô gái trên sân khấu kia rõ ràng là đang đổ oan cho tinh thần. Nhưng tinh thần lại không hề nao núng, ông cụ lo lắng nói: "Tinh thần, cô gái trên sân khấu đó có thù hận gì với con mà đi rất mũi mọi người thế, con còn ngồi đó được à?" Tinh thần quay lại nhìn ông cụ, mỉm cười nói: "Ông nội, để nàng nói, nếu chúng ta cây ngay không sợ chết đứng." "Thì biết vậy, nhưng cứ thế này cũng đâu có được, cô ta đang cố bôi đen con nó." "Con biết rồi." "Vậy sao còn không lo nghĩ cách đi?" "Đừng vội, đợi cô ta nói xong đã." ta nhịn không được, không được, ta không thể trơ mắt nhìn cô ta bịa đặt nữa, ta phải đi tìm mục lão, bắt cô ta im miệng. Ông lão nói là làm, tức giận đứng dậy đi bước từ ghế khách mời lên phía sân khấu. Sở vân ở bên cạnh hành lang lập tức ngăn cản ông, kiên nhẫn khuyên, lão gia tử, đừng nóng giận, ngài yên tâm đi, mục lão sẽ không để tống tiểu thư bị oan đâu. Cậu xem đi, ông ta ngồi thờ ơ trên kia kìa. Tinh thần là người thế nào ta còn không biết sao. Nó sao có thể tuyên truyền ở nước ngoài chứ, đến cả mặt mũi truyền thông nước ngoài như nào nó còn không biết. Ngài đừng tức giận, Tống tiểu thư nhất định sẽ không để bản thân bị oan đâu. Nhưng lão gia tử vẫn chưa nguôi, muốn đi tìm Mục lão nói chuyện. Cảnh Thế Châu ồm ồm, bình tĩnh nói, ông gấp cái gì, con nhỏ còn chưa gấp, đừng có mà làm loạn chiến tuyến. Sở Vân phụ họa, đúng vậy, chúng ta trước tiên cứ bình tĩnh đã, nóng giận dễ làm điều thiếu suy nghĩ chẳng phải thế thì bên kia đạt được mục đích rồi sao? Lão gia tử nghe thế, vẫn tức giận, nhưng không đòi đi tìm mục lão nữa, ngồi lại xuống ghế. Ông vừa ngồi xuống, Lâm Thế Hiền liền mở lời chào phúng, nếu đã đen thì không thể tẩy trắng, nếu đã trắng thì không thể bôi đen. Cháu gái ông là dạng gì mọi người đều biết rồi, ông náo loạn thêm nữa cũng đâu có tẩy trắng cho nó được. Đừng coi mọi người đều là kẻ ngốc nữa. Ông cụ tức giận đến mức ngắt lời ông ta, ông câm miệng cho tôi, đừng nghĩ là ai cũng đi sao chép không ngừng tay như con gái của ông lâm thế hiền mỉm cười không nói gì bình tĩnh nhìn lên sân khấu tâm tình của tống tinh thần vốn đang thoải mái nhưng nhìn thấy lão nhân gấp như vậy lại còn bị lâm thế hiền nói mát liên tụt hết cảm xúc hơn nữa vạn tư kỳ trên sân khấu vẫn đang cố gắng nói xấu cô lời lẽ sắc bén ý tứ xuyên tạc hừ dám chọc vào cô đợi đó xem ai chớt trước muốn làm cô thân bại danh liệt, trở thành kẻ thù chung của toàn cõi mạng, muốn cô vĩnh viễn không thể chờ mình à. Thủ đoạn của Vạn Tư Kỳ còn quá non. Để xem cuối cùng ai chơi chít ai. Trên sân khấu, Vạn Tư Kỳ đứng ở giữa, cầm micro phát biểu đầy oán giận. Dưới đài, các máy quay đã rời từ phía bàn lãnh đạo, hội trường, lục an tâm đến chỗ Vạn Tư Kỳ. Hàng chục nhân viên truyền thông tụ tập dưới đài, ánh đèn, micro, camera đều chỉa vào Vạn Tư Kỳ tất cả là một mảnh yên tĩnh, mọi người đều nhìn vào Vạn Tư Kỳ, biểu tình âm trầm. Vạn Tư Kỳ phát huy hết khả năng diễn thuyết của cựu chủ tịch hội sinh viên, phát biểu đầy nhiệt huyết. Cách đây một thời gian, mọi người đều nghe nói rằng Tống Tinh Thần còn có một phát minh khác khiến cả thế giới chấn động, chính là phát minh ra pin graphene. Sự ra đời của pin sạc graphene đã giải phóng nhân loại khỏi sự phụ thuộc lâu dài vào pin lithium, là một phát minh mang tính cách mạng khác trong lịch sử. Ngay từ khi ra mắt, pin graphene đã gây chấn động toàn thế giới. Tên của tống tinh thần một lần nữa làm chấn động mạng Internet trong nước và quốc tế, chiếm lĩnh bảng hot search một tháng liền, lưu lượng hơn 500 triệu. Chuyện này là thế nào? Mọi người có tưởng tượng được không? Ngay cả nam minh tinh nổi tiếng nhất trong nước hiện tại, Hàn Tử Quân, cũng chưa bao giờ đạt đến một trên ba con số này của cô ta. Mà người thực sự phát minh ra pin graphene lại không hề được người khác chú ý. Tên của người phát minh không chỉ có một mình tống tinh thần mà còn có từ thành xương. Trên bằng sáng chế, tên của Từ Thành Sương còn xếp trên Tống Tinh Thần. Đương nhiên, tôi có biết về người tên Từ Thành Sương này. Anh ta từng là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Pin Quốc gia mới ký hợp đồng với Tống Tinh Thần từ năm nay. Đúng vậy, Tống Tinh Thần quá trâu bò, cô ấy không chỉ sở hữu khoa học kỹ thuật tống thị mà còn là người đứng tên pháp nhân của công nghệ tinh thần. Một cô gái 17 tuổi mà quản lý hai công ty công nghệ hàng đầu với hàng chục tỷ đầu tư. Sức phát điểm của cô ta đương nhiên cao hơn những người khác. Bối cảnh của cô ta khiến tôi, một cựu chủ tịch hội sinh viên, cũng phải nhìn mà hâm mộ. Cô ấy có nhiều như vậy, nhưng vẫn chưa hài lòng, vẫn tiếp tục mua nghiên cứu khoa học và sáng tạo, mỗi lần lại càng thêm oanh động. Đến thời điểm hiện tại, pin graphene này chưa giành được giải thưởng nào đáng kể, nhưng mọi người thử nghĩ mà xem, chắc chắn sáng tạo mang tính cách mạng này năm sau sẽ giành được hàng loạt giải thưởng trong và ngoài nước. Khi đó, vị trí của tống tinh thần là chỗ chúng ta phấn đấu cả đời cũng không leo đến được, thậm chí con cái chúng ta cũng không với đến. Chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô ta thôi. Cho nên, tôi muốn hỏi mọi người, mọi người có tức không, có ghen tị không? Cuộc sống như thế, mọi người có muốn không? Đúng vậy, chúng ta không dám, người có lá gan lớn thế nào, giàu có thế nào mới làm được những chuyện đó chứ. Nhưng tống tinh thần lại có tất cả, cô ta đã tận dụng hết mức tiềm năng của bản thân. Cho nên, những thứ Lâm Gia Vi làm chẳng là gì so với tống tinh thần cả. Mà kết cục của Lâm Gia Vi là gì? Đến cả giải thưởng trong đế đại bách niên cũng bị hủy bỏ, có thể còn bị khiển trách cấp độ cao hơn. Nhưng Tống Tinh Thần thân là người giật dây Lâm Gia Vi đạo văn, chỉ cho cô ấy cách truyền thông, vạch đường đi nước bước cho cô, lại nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Cô ta không phải trả bất cứ điều gì, vẫn đứng ở vị trí hàng đầu trong giới nghiên cứu khoa học, tiếp tục cắt tỏi tây, thu hoạch hết giải thưởng này đến giải thưởng khác. Tôi muốn hỏi mọi người, mọi người có muốn cuộc sống như thế không? Đúng, không ai có thể chối từ cuộc sống như thế. Nhưng chúng ta không có bối cảnh như cô ta, không có ưu thế như cô ta, nói trắng ra, chúng ta không có tiền, cha mẹ chúng ta không sở hữu tập đoàn khổng lồ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta trèo lên đỉnh, dùng tiền mua hết nghiên cứu khoa học này đến sáng tạo khoa học khác. Nếu Lâm Gia Vi là một con sâu trong giới, thì Tống Tinh Thần là gì? Cô ta là người thao túng nghiên cứu khoa học. Loại người này còn đáng sợ hơn cả một kẻ đạo văn bởi vì cô ta đã chiếm giữ mọi lợi thế và tài nguyên, thu về vô số giải thưởng và đàn áp những nhà nghiên cứu có thiên phú khác. Nếu đạo văn khiến nghiên cứu khoa học của nước Z bị đình trệ, thì hành động của Tống Tinh Thần chắc chắn sẽ khiến con đường nghiên cứu khoa học của nước Z lùi lại 10 năm. Đất nước chúng ta có một người như cô ta tồn tại, sao có thể nói đến chuyện phục hưng nền khoa học, sao có thể chấn hưng Trung Hoa, sao có thể đưa chúng ta trở thành một cường quốc công nghệ được? Chúng ta sẽ luôn bị người phương Tây đàn áp bị người khác khinh thường và luôn bị gán cho cái mác đạo văn. Đối mặt với người như thế, mọi người có hận không? Tôi công khai nói rõ, tôi cực kỳ hận người như cô ta, cho nên tôi không sợ bị nhà trường tạo áp lực. Tôi nhất định phải bóc trần chuyện này cho mọi người biết, để mọi người biết, cô gái thiên tài, kẻ cuồng công nghệ, tống tinh thần là người như thế nào. Cô vừa nói xong, toàn bộ khán giả đều sửng sốt. Tất cả sinh viên dưới đài đều trợn mắt nhìn cô cô đã thành công tẩy não những sinh viên dưới kia. Bởi vì, cô ta tiết lộ bối cảnh của tinh thần. Xuất thân của tinh thần vượt xa tầm với của người thường, mới 17 tuổi đã nắm trong tay hai công ty khoa học kỹ thuật lớn. Người trẻ, trừ những người có gia cảnh tốt hơn tống tinh thần, có ai không ghét người giàu chứ? Mà người như thế ở đế đại quá ít. Chỉ cần một điểm này, cô ta đã thành công thao túng tâm lý của phần lớn sinh viên. Vạn Tư Kỳ thậm chí còn phóng đại từng thành tích của Tống Tinh Thần, rồi chốt lại là những thành tích đó đều là do Tinh Thần dùng tiền mua về. Tinh Thần nắm giữ những nguồn tài nguyên hàng đầu, tuổi còn trẻ mà đã nắm được những thứ mà người khác phấn đấu cả đời cũng không thể có được. Tất cả những người trẻ tuổi dưới đài, ai nghe mà không hâm mộ, ghen tị chứ. Cuối cùng, cô ta còn trùng cho Tinh Thần cái mũ kéo lùi sự nghiệp nghiên cứu của Trung Quốc về sau 10 năm. Chiếc mũ này đủ để Tinh Thần trở thành kẻ thù chung của đất nước là đối tượng bị thiên hạ phỉ nhổ. Tinh thần đứng dậy và vỗ tay bằng cả hai tay. Cô không thể không khâm phục tài hùng biện của vạn tư kỳ. Tài ăn nói của cô ta mạnh hơn ngòi bút của cô ta nhiều. Bài viết của cô ta trên diễn đàn nói cô không có đạo đức, xa ngã nhân tính thôi, nhưng đến lần này, cô ta lợi dụng việc chấn hưng nền khoa học của Trung Quốc, đưa sự việc lên tầm cỡ quốc gia. Nghĩ xem, Lai lại không cảm động vì bài diễn thuyết này của cô ta mà ủng hộ chứ. Tinh thần là người đầu tiên đứng lên vỗ tay, cô ấy hô lớn lên phía sân khấu, hay lắm, nói hay lắm, nếu cô không nói, tôi cũng không biết tôi là người đáng xấu hổ như vậy. Vạn Tư Kỳ, tôi bị màn diễn thuyết của cô thuyết phục rồi. Cảnh thân hành chán ghét liếc cô một cái. Cậu điên rồi, cô ta nói cậu thành như thế, cậu còn vỗ tay. Vỗ tay, sao mọi người không vỗ tay? Mọi người không thấy những gì cô ta nói rất truyền cảm hứng à? Tống tinh thần dở hơi, đừng có nói mỉa nữa, Tôi đang hỏi cậu đó, cậu xem nên làm thế nào đi. Sinh viên toàn trường đều bị cô ta tẩy não rồi, nếu cậu còn không làm gì cả thì sẽ trở thành kẻ thù của cả nước. Cậu có tin ngày mai có người kêu cậu đến cục cảnh sát uống trà không? Úi, sợ quá, sợ quá. Đừng diễn trò với tôi nữa, mau nghĩ cách đi. Lục An Ninh cũng khuyên bảo cô, đúng rồi, tinh thần, tôi thấy cậu chẳng lo lắng gì, có cách đối phó rồi hả? nếu có cách rồi thì mau ngăn cô ta lại đi tinh thần mỉm cười ai tôi thực sự chưa nghĩ ra cách gì cảnh thân hành đen mặt nói tào lao cậu đang đùa với chúng tôi đó à từ nãy đến giờ trông cậu nhàn nhã còn ngồi cắn hạt dưa một bộ thoải mái xem kịch tôi nói này đại tỷ à cậu không để ý chút nào à cậu có người đàn ông của cậu chống lưng nên không lo lắng gì à đây là chuyện của cậu đó tinh thần nhàn nhã đáp cậu gấp thế làm gì Tôi ra mặt rồi đấy thôi. Đúng rồi, cậu ra mặt, cậu ra mặt vỗ tay cho cậu ta, chính mình trợ uy cho đối thủ. Tôi thấy cậu đúng là đồ ngốc, thật là lãng phí cái đầu thông minh của cậu. Cảnh thân hành mắng người đúng là chưa bao giờ trở lại mặt mũi. Mục Bình Kiêu cũng đứng dậy nói với cô, ngồi xuống đi, chuyện này để anh giải quyết. Tinh Thần hỏi lại hắn, anh định giải quyết thế nào? Cô ta nói gì, anh bắt nuốt lại hết. Tinh Thần mỉm cười Vạn Tư Kỳ đã nói xong rồi, sinh viên đều đã bị tẩy não thành công, còn có thể nuốt lại được sao? Điều này là không thể. Lỡ như cô ta từ chối thì sao? Mục Đình Kiêu nhìn sân khấu với ánh mắt lạnh lùng, cô ta không thể từ chối. Hắn nắm trong tay rất nhiều bằng chứng cho thấy ba của Vạn Tư Kỳ đã nhận hối lộ, chừng đó đủ để ba mẹ cô ta sống quãng đời còn lại trong tù. Những người như họ sẽ không thể chịu được cuộc sống đang trên thiên đường, lại bị đẩy xuống địa ngục cô ta sẽ phải rút lại tất cả những lời mình vừa nói tinh thần mỉm cười nắm lấy tay mục đình kiêu cám ơn anh nhưng không cần đâu mục đình kiêu rút tay ra nắm lại tay cô đừng bướng bỉnh nữa đây không phải là tống gia không phải chuyện em có thể xử lý được tinh thần hai mắt sáng lấp lánh cười động lòng người nhìn hắn em có thể giải quyết được nhưng anh phải luôn nhìn em em không muốn anh nhìn bất cứ người nào khác được rồi anh sẽ chỉ nhìn em thôi tinh thần buông mục đình kiêu ra xoay người thẳng lưng ánh mắt kiên quyết lạnh lùng đi về phía sân khấu vạn tư kỳ nhìn thấy động tác của tinh thần và mục đình kiêu liền nhếch môi cười khinh bỉ tống tinh thần này đúng là thanh danh đã bị hủy hoại rồi vẫn còn thời gian tán tỉnh thái tử mục ra nữa à tống tinh thần cô hiện tại đã thành sự sỉ nhục ở toàn bộ giới nghiên cứu khoa học trong nước rồi còn tỏ ra bộ dáng đắc ý cho ai xem chứ Vạn Tư Kỳ dơ micro lên thách thức Tống Tinh Thần, sao, cô còn có gan đứng lên à? Tinh Thần đi từ hàng ghế khách mời lên sân khấu, váy dài tung bay đẹp động lòng người. Ánh sáng sân khấu chiếu vào cô, làm nổi bật làn da trắng xứ như tuyết và ngũ quan xinh đẹp thanh tú của cô. Ngay lập tức, vẻ ngoài của cô thu hút vô số ánh nhìn. Những người lần đầu nhìn thấy tống tinh thần đều cảm thấy tiếc cho cô bởi vì cô quả thực rất xinh đẹp, khí chất mạnh mẽ, kiêu ngạo, Tiếc là cô lại dùng trí thông minh của mình không đúng chỗ, đi đường ngang ngõ tắt còn gắt hơn cả Lâm Gia Vi. Thật là phí cho dáng người tuyệt mỹ và khuôn mặt xinh đẹp này. Các phóng viên của đài truyền hình nhanh chóng chuyển từ vạn tư kỳ sang tống tinh thần, hàng loạt đèn phản sáng, micro, máy ảnh đều chĩa vào cô. Tinh thần bước đi nhẹ nhàng với nụ cười trên môi. Sao tôi lại không có gan đứng lên? Sao cô hỏi lạ thế? Tôi cũng đâu có giết người phóng hỏa. Dưới đài một số sinh viên khe khẽ nói nhỏ. Tống tinh thần này đúng là lá gan không nhỏ nhỉ. Loại chuyện này bị vạch trần, người khác trốn còn không kịp, cô ta lại dám đứng lên cãi nhau vói vạn tư kỳ. Cô ta có thể tự làm mình trở nên nổi tiếng trên Internet, chắc chắn không phải là ngọn đèn cạn dầu. Nếu những gì Vạn Tư Kỳ nói là đúng thì hai cô gái xinh đẹp nhất đế đại đã đập vỡ giấc mơ của tôi rồi. Đúng đó, khó khăn lắm mới có hai mỹ nữ thông minh, không ngờ lại là người không ra gì, giấc mộng của tôi cũng tan vỡ rồi. Vạn Tư Kỳ cười lớn, Ô, tôi thực sự đã đánh giá thấp da mặt của cô rồi, tống tinh thần. Da mặt của tôi sao có thể so với của cô được? Đổi trắng thay đen, diễn thuyết sôi trào, không phải là khả năng tầm thường. Tinh thần vừa nói xong, liền có hai người từ cổng chạy vào, họ vừa chạy vào trong phòng, vừa thở hồn hển, hét lớn với tống tinh thần, tinh thần, đợi một chút. Tinh thần nhìn qua, là giáo sư Tôn và từ thành xương đại ca, họ vẫn mặc đồng phục thí nghiệm, đeo găng tay cao su. Họ trực tiếp chạy từ phòng thí nghiệm đến, có lẽ quá nóng lòng nên chưa kịp tháo găng tay. Mọi người trong hội trường đều nhìn về phía họ. Giáo sư Tôn đã ngoài 50, chạy một đoạn, không tránh khỏi khó thở, chán đổ mồ hôi, hứa thành xương đỡ ông, hai người dìu nhau bước nhanh về phía sân khấu dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Các sinh viên bắt đầu thắc mắc họ là ai. Giáo sư Tôn có giảng dạy trong đế đại, một số sinh viên nhận ra ông là giáo sư tôn đó giáo sư mới về đế đại thuê năm nay ông ấy dạy tôi mấy khóa đúng rồi là giáo sư tôn người hợp tác nghiên cứu hệ thống bay với tống tinh thần giáo sư giảng rất hay trong giờ học cũng thường xuyên làm mấy thí nghiệm nhỏ ông ấy vẫn mặc áo của phòng thí nghiệm ông ấy từ phòng thí nghiệm chạy đến à à ai ở bên cạnh ông ấy nhỉ là từ thành sương nhà phát triển pin sạc Graphene. Tôi nhìn thấy ảnh của anh ấy trên mạng, trông anh ấy trẻ hơn tôi nghĩ. Hai người này đều từng làm việc với Tống Tinh Thần, giờ lại cùng nhau đến đây, sắp có kịch hay xem rồi. Tống Tinh Thần chủ động đến đỡ giáo sư Tôn, vừa đi vừa nói, chạy nhanh thế làm gì, đi chậm chút nào. Giáo sư Tôn thở hồn hển nói, tôi có thể không vội được không? Chúng tôi đang yên ổn làm thí nghiệm, thì Tôn Mẫn vọt vào, nói là cô đang bị người ta nói oan. Họ nói hệ thống điều khiển bay và pin graphene là do cô dùng tiền mua về, còn nói cô kéo lùi lĩnh vực khoa học và công nghệ của nước ta về 10 năm. Quả thật là ngậm máu phun người mà, sao chúng tôi có thể chịu được? Giáo sư Tôn ngẩng đầu nhìn, liếc mắt nhìn Vạn Tư Kỳ đang đứng giữa sân khấu. Hình chiếu đằng sau Vạn Tư Kỳ là dấu vân tay của tinh thần. Tôn giáo sư tức giận nói, là cô ta nói đúng không? Từ thành xương, giáo sư, người đừng kích động, cẩn thận huyết áp của người giáo sư tôn hơi mập tinh thần không bao giờ cho ông thức khuya sợ không tốt cho sức khỏe của ông ấy giáo sư tôn là người nóng tính ông rút tay tinh thần và từ thành xương ra đi thẳng lên sân khấu giật lấy micro của lục an tâm hung dữ nói với vạn tư kỳ cô chính là người đổ oan cho tinh thần nói cô ấy mua hệ thống điều khiển bay à vạn tư kỳ bình tĩnh nói lại sao ông lại nói tôi đổ oan cho cô ta đây vốn là sự thật im đi cô biết sự thật à Cô tham gia nghiên cứu à, hay cô tận mắt nhìn thấy chuyện mua bán kia? Mọi người chỉ biết cô ấy đã dành hơn 2 tháng để phát triển hệ thống điều khiển bay, nhưng mọi người không biết cô ấy đã chuẩn bị cho 2 tháng này bao lâu. Cô ấy thường xuyên thức thâu đêm 3 ngày, 5 ngày, đến tận khi hệ thống bay đã ra mắt thành công, cô ấy đã cải tiến bao nhiêu lần, mọi người cũng đâu có biết. Ồ, cả thế giới này chỉ có các người là người thông minh, còn lại đều là kẻ ngốc. Kể cả những người chịu trách nhiệm về giải thưởng khoa học kỹ thuật nước mờ cũng đều là đồ ngốc hết. Nếu không, làm sao có chuyện họ không thèm kiểm tra gì mà trao giải thưởng cho cô ấy? Tại sao họ không trao nó cho tôi mà lại cho tống tinh thần? Bởi vì ban đầu cô ấy đã phát triển và thiết kế hệ thống điều khiển chuyến bay, còn tôi chỉ là người hỗ trợ. Sức khỏe tôi không tốt, vợ tôi không cho thức khuya, chính cô ấy là người thức khuya, chính cô ấy là người ngày đêm thí nghiệm, viết mã, điều chỉnh, thất bại, rồi lại điều chỉnh. Những chuyện này mọi người có nhìn thấy không? Mọi người đều mù hết, sao có thể nhìn được? Trong mắt mọi người, chỉ là cô ấy đã phát triển hệ thống điều khiển chuyến bay trong 2 tháng, là phản khoa học, là không đúng sự thật, là đi ngược lại các quy tắc nghiên cứu khoa học. Nhất định là cô ấy bỏ tiền mua lại để đứng tên bằng sáng chế đúng không? Sao mọi người không tự hỏi bản thân, cô ấy có thể thành công, tại sao mọi người lại không thể, là do mọi người chưa đủ cố gắng. Cô ấy có thiên phú có nền tảng tài chính vững vàng, cô ấy làm việc chăm chỉ hơn bạn. Một người trẻ hơn bạn, gia cảnh tốt hơn bạn, mà làm việc còn liều mạng hơn bạn. Mọi người có thấy xấu hổ không? Cô ấy không thành công, chả nhẽ các bạn lại thành công. Đừng coi nỗ lực của người khác thành chủ nghĩa cơ hội. Tôi nói cho mọi người biết, tôi, Tôn Kiến Phong, đời này ghét nhất chính là mấy dạng mua bán này. Thí nghiệm khoa học vốn là dò từng bước chân, không có lối tắt nào trên con đường này cả, muốn một bước lên mây là không có khả năng. Hôm nay tôi đứng đây tuyên bố, hệ thống điều khiển bay là do Tống Tinh Thần phát triển, tôi chỉ là trợ thủ. Nếu như việc trên bằng sáng chế có hai cái tên làm cho mọi người nghi ngờ thì được rồi, tôi rút, từ nay về sau, trên bằng sáng chế chỉ có tên cô ấy. Wow. Khán giả dưới đài đều xôn xao bàn tán. Họ đều thấy giáo từ Tôn Tính Tình nóng này, có thể nói đến mức độ này, chắc không phải là giả. Ông ấy là giáo sư của đế đại chắc chắn sẽ không hy sinh danh tiếng của mình chỉ để bảo vệ tống tinh thần. một số người lại thắc mắc liệu có phải tống tinh thần đưa ra mức giá cao, đồng thời ký thỏa thuận với giáo sư tôn nên ông mới nói như thế không? vạn tư kỳ nói giáo sư tôn trên sân khấu kỷ niệm của đế đại có nhiều người theo dõi như vậy, lại có hai đài truyền hình lớn phát sóng cùng lúc, ông không cần phải binh vực cô ấy như vậy. nếu giữa hai người có thỏa thuận gì ép buộc ông phải giữ bí mật, chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Giáo sư Tôn tức giận nói, chú ý cách dùng từ của cô. Tôi là giáo sư đại học. Lương ở đế đại là cao nhất trong ngành, tôi không thiếu tiền. Tôi là người ngành giáo, phải làm gương, sẽ càng không nói dối ở nơi công cộng. Ngược lại, cô vì cái gì mà lại điều hướng dư luận, để mọi người hiểu nhầm tống tinh thần, sao cô lại dấp tâm làm thế? Giáo sư Tôn, tôi chỉ đang nói sự thật cho mọi người. Sự thật? Cô biết sự thật à? Cô đã vào phòng thí nghiệm của chúng tôi chưa? cô có tận mắt nhìn thấy chúng tôi làm thí nghiệm không chắc chắn là không vì như thế nên cô mới hoài nghi chúng tôi được cô hoài nghi những sinh viên không có chính kiến ở dưới đài cũng hoài nghi lần này tôi mang theo video giám sát ở phòng thí nghiệm từ mấy tháng trước là phòng thí nghiệm hệ thống điều khiển bay mọi người hãy mở to mắt mà nhìn xem ai là người nghiên cứu phát minh ra nó giáo sư tôn lấy điện thoại di động ra tìm video giám sát Ông chạy đến máy chiếu của Lục An Tâm, mở phần giám sát lưu điện thoại di động lên và yêu cầu Lục An Tâm phóng to hình ảnh lên màn hình máy chiếu. Lục An Tâm không từ chối, vốn dĩ tất cả phóng viên đều đang chụp ảnh cô, nhưng từ khi Vạn Tư Kỳ xuất hiện, cô ta đã cướp hết ánh đèn sân khấu của cô, nên hiện tại chắc chắn cô sẽ giúp. Cho dù Vạn Tư Kỳ và Tống Tinh Thần có tranh đấu thế nào, người cướp đi ánh đèn sân khấu của cô chính là người chống lại cô, cô nhất định sẽ không để Vạn Tư Kỳ xuôn sẻ. Cô thuần thục kết nối cáp dữ liệu di động, tăng tốc độ phát lên 1.5 lần. Màn hình thay đổi rất nhanh, thời gian hiển thị trên màn hình rõ ràng, buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, thậm chí là suốt đêm, đều là tống tinh thần ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Cô liên tục sửa lỗi, viết mã lập trình, lắp ráp các bộ phận, liên tục bay thử, phạm lỗi rơi xuống, lại sửa số liệu rồi thử lại, máy bay hỏng chất thành đống nhỏ trong phòng. Trong video này, cô thức 3 ngày 3 đêm, Giáo sư Tôn Chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, buổi sáng 2 tiếng, buổi chiều 2 tiếng, buổi tối lại đến xem một chút. Thực tế đã chứng minh, người phát triển chính của hệ thống điều khiển chuyến bay là Tống Tinh Thần. Những lời vạn tư kỳ nói lúc nãy để hạ bệ Tống Tinh Thần là không thể chấp nhận được. Mọi người lại nhỏ giọng bàn tán. Theo trên video giám sát, hệ thống điều khiển bay đúng là do Tống Tinh Thần phát triển. Nếu không có video giám sát này, Tôi thực sự đã nghĩ rằng Tống Tinh Thần bỏ tiền ra mua bằng, tự quảng bá rồi đi nhận thưởng nó. Nhưng những gì Tống Tinh Thần nói đều là sự thật, sự chăm chỉ của Tống Tinh Thần đã được đền đáp, cô ấy xứng đáng nhận được giải thưởng. Vạn Tư Kỳ kia thật là đáng xấu hổ sao? Rõ ràng là do người ta phát minh ra, sao Vu Hoan người ta đi mua chứ, để Tống Tinh Thần bị buộc tội oan. Buổi lễ này được tường thuật trực tiếp, làm cô ấy suýt thì bị khán giả cả nước hiểu lầm. Làm cho người ta tưởng đế đại của chúng ta sản sinh ra một tai họa cho nền khoa học nước nhà Vạn tư kỳ này tâm cơ thật là sâu Tống tinh thần có thù gì với cô ta nhỉ Hai người họ không cùng khoa, cũng không cùng khóa Căn bản chưa bao giờ xuất hiện chung Sao cô ta lại phải lao tâm khổ tứ buộc tội tống tinh thần nhỉ Đáng sợ nhất là cô ta chụp cho tống tinh thần cái mũ kéo lùi nền tảng nghiên cứu khoa học của cả nước Trời ạ, à, quá là đáng sợ rồi Vạn tư kỳ này không phải người tốt đâu Cô ta mới bị miễn nhiệm chức chủ tịch hội sinh viên, cũng không phải là vô duyên vô cớ đâu. Vạn Tư Kỳ lúc đầu còn cười, nhưng bây giờ mặt nạ bình tĩnh đã bắt đầu có vết nứt, thậm chí đáy mắt đã xuất hiện một tia hoảng sợ. Các sinh viên đã không còn tin cô ta nữa. Nếu giáo sư Tôn không đứng ra, Vạn Tư Kỳ đã thành công đẩy ngã Tống Tinh Thần rồi. Lúc này Từ Thành Sương cũng đứng trên đài. Người dẫn chương trình nam đứng trên sân khấu theo dõi Từ rất lâu đưa micro cho hắn. Từ Thành Sương cầm lấy micro, không tức giận như giáo sư Tôn mà nhẹ nhàng giới thiệu bản thân với các lãnh đạo và sinh viên trên khán đài. Tôi tên Từ Thành Sương. Tôi là nhà phát triển pin sạc graphene. Trước khi đến đây, tôi có nghe nói tại lễ kỷ niệm thành lập trường, có người nói rằng tinh thần mua pin graphene vì mục đích nổi tiếng. Tôi xin nói rõ một chút. Chuyện này không phải là sự thật, hôm nay tôi đến đây để minh oan cho Tống Tinh Thần, hạng mục nghiên cứu này có công lao của Tống Tinh Thần việc nghiên cứu và phát triển pin graphene, mọi người nên biết, việc sạc và lưu trữ điện năng là công lao của tống tinh thần. Tôi chỉ phát triển mảng dẫn điện bằng graphene. Trong dự án này, đóng góp của tống tinh thần lớn hơn của tôi. Trước khi tôi ký hợp đồng với cô ấy, cô ấy đã nghiên cứu năng lượng sạch và sản xuất ra bán thành phẩm pin lithium có thể sạc lại. Sau khi tôi gia nhập, chỉ là đổi lithium thành graphene mà thôi. Tất nhiên, hôm nay tôi không mang theo video giám sát đến đây. Dù sao thì pin graphene cũng mới được phát triển cách đây không lâu. Nếu có thắc mắc, các bạn có thể đăng ký đến tham quan phòng thí nghiệm của chúng tôi, nhìn qua sẽ hiểu thôi. Phòng thí nghiệm của tôi và Tinh Thần là riêng biệt, hạng mục chúng tôi phụ trách hoàn toàn độc lập. Giọng nói của Từ Thành Sương không lớn như giáo sư Tôn, mà nhẹ nhàng trầm ổn, giọng điệu lại bình tĩnh và kiên quyết. Đối với tôi, Tinh Thần không chỉ là sếp mà còn là một đồng nghiệp, cũng là cố vấn của tôi. Tính chuyên nghiệp trong học thuật của cô ấy vượt xa tưởng tượng của mọi người. Nói thật với mọi người, vài tháng trước, tôi bị một viện nghiên cứu khác đuổi đi, ông chủ còn chỉ thẳng tay vào mặt, nói tôi cút ra ngoài. Ông ta luôn viện nhiều lý do để trừ lương, tôi làm ở viện hơn 2 năm mà thậm chí còn không có tiền mua một tấm vé cứng về nhà. Tôi cũng giống như hầu hết các sinh viên bình thường, xuất thân từ một gia đình nghèo, ba mẹ tôi đã làm việc rất chăm chỉ để nuôi tôi học đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng muốn báo hiếu ba mẹ muốn cho họ cuộc sống thoải mái hơn, nhưng hiện thực đâu có dễ dàng như thế. Không có quan hệ, không có tiền bỏ phong bì, nên lần nào trình kết quả nghiên cứu khoa học cũng bị ông chủ chặn bằng nhiều cách khác nhau. Tôi còn phải giúp ông chủ chạy việc vặt, đưa đón con, gửi và nhận chuyển phát nhanh. Mọi người ai cũng có mặt mũi đúng không? Tôi cũng thế, tôi nói lại thì bị ông chủ đuổi đi, không đưa cho tôi một xu nào, còn dọa không cho tôi chỗ đứng trong ngành nữa. Lĩnh vực graphene mà tôi nghiên cứu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Sau khi tôi rời viện nghiên cứu, không chỗ nào dám thuê tôi, chỉ có tống tinh thần dám ký hợp đồng với tôi, tiền lương gấp mấy lần trước kia. Sản phẩm nghiên cứu ra còn được trích phần trăm doanh thu, mọi người thử nghĩ mà xem, xếp như thế, sao tôi có thể làm trái lương tâm mà phản bội cô ấy. Cô ấy tuổi còn nhỏ, nhưng có cả tầm nhìn, kiến thức chuyên môn và khả năng vận hành thị trường. Cô ấy tuyệt đối là người đứng đầu. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với cô ấy, vậy nên ở đây, nếu ai nghe người khác nói nhảm mà hiểu lầm cô ấy thì hãy đến tìm tôi, đến thăm phòng thí nghiệm cũng được, phát trực tiếp cho mọi người xem công việc hàng ngày của tôi cũng được, không vấn đề gì. Giọng điệu từ thành xương bình tĩnh, kể lại trải nghiệm cá nhân của mình với danh nghĩa học trưởng, được rất nhiều sinh viên đồng cảm. Lời nói của hắn chạm đến trái tim của rất nhiều sinh viên, đặc biệt là những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn như hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, so với tính tình nóng nảy của giáo sư Tôn cách xử lý của từ thành xương hiệu quả hơn nhiều, cũng giảm bớt đi rất nhiều sự nghi ngờ của sinh viên. Tống tinh thần trong miệng từ thành xương và tống tinh thần do vạn tư kỳ đắp nặn là hoàn toàn khác nhau. Thông qua từ thành xương, mọi người đều biết tống tinh thần là người như thế nào và cách cô đối xử với nhân viên bên dưới như thế nào. Với tư cách là một người làm chủ, cô ấy trả lương cao cho các nhà nghiên cứu, lại còn chia hoa hồng cho họ. Ông chủ như vậy là người mà những nhà nghiên cứu khoa học đều tìm kiếm. So với lời kể của Vạn Tư Kỳ, Tống Tinh Thần là người thao túng nghiên cứu khoa học, mọi người càng tin ông chủ tốt trong lời kể của Từ Thành Sương hơn. Dư luận phía dưới đều thiên về Từ Thành Sương. Tôi nghĩ anh ấy đang nói thật. Đúng, tôi cũng nghĩ những gì Từ Thành Sương nói là đúng. Người phát triển pin graphene lại còn trẻ như vậy, thật là ngạc nhiên, anh ấy có vẻ không lớn hơn chúng ta bao nhiêu tuổi. Tiền bối này đã cho tôi thấy tầm quan trọng của một công ty tốt và một ông chủ tốt sau khi tốt nghiệp, mọi người nhất định phải mở to mắt mà lựa chọn cho đúng. thật không biết xếp trước kia của Từ Thành Sương có bị người đời phỉ nhổ không nhỉ? Buổi lễ này được truyền hình trực tiếp, cả nước đều biết chuyện. người lãnh đạo đó chắc chắn sẽ bị phạt. đáng lắm, ai bảo ông ta chèn ép nhân tài thế chứ? giờ để pin graphene bị người khác phát minh thành công, lãnh đạo trước kia của anh ấy hẳn là sẽ phải chịu chỉ trích trên mạng, bị cấp trên của trách, sự nghiệp chắc cũng kết thúc ở đây thôi. sau đó. Nhiều sinh viên xì xào bàn tán xem chỗ làm cũ kia là viện nghiên cứu nào. Có người cầm điện thoại lên tìm kiếm ra, các sinh viên đổ xô để lại tin nhắn trên blog chính thức của viện, gây gắt yêu cầu thay đổi lãnh đạo. Lãnh đạo nhà trường trên khán đài đều thở phào nhẹ nhõm. Vạn Tư Kỳ còn đáng giận hơn Lục An Tâm, việc đế đại mất đi Lâm Gia Vi chẳng là gì, nhưng nếu bê bối của Tống Tinh Thần là thật, thì vinh quang và các giải thưởng mà cô giành được cho đế đại đều sẽ trở thành trò cười. Đế Đại sẽ trở thành trò cười trong ngành. May mắn thay, điều này không phải sự thật. Trong buổi kỷ niệm 100 năm thành lập trường này, tâm trạng của các lãnh đạo giống như đi tàu lượn siêu tốc, không ngừng lên xuống. Lâm Gia Vi ngã thì ngã đi, Tống Tinh Thần là quân bài cuối cùng của bọn họ, là bảo khố cuối cùng của Đế Đại, không có chuyện gì có thể xảy ra với cô. May mắn thay, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Tinh Thần bước lên sân khấu, với tư cách là một trong những đương sự Cô ngồi đó xem tất cả hết vở kịch đạo văn của Lâm Gia Vi, xem cô ta đổ lỗi cho chính mình. Cô bình tĩnh như người đứng ngoài cuộc, không hề đếm xỉa, ngay cả cảnh thần hành còn lo lắng hơn cả cô. Cô chậm rãi đi đến trước mặt giáo sư Tôn, giáo sư, cảm ơn ngài đã vất vả. Vất vả gì chứ? May mà mọi chuyện đều sáng tỏ rồi, cô không bị oan, tôi yên tâm rồi. Tôi và Từ Thành xương bỏ ngang thí nghiệm cũng không ủng công. Đều tại tôi, nếu hôm nay tôi tham gia lễ kỷ niệm này thì làm sao cô lại bị bôi đến mức này? Không sao đâu, tôi tin rằng cái ác không thể thắng cái thiện. Ôi sao cô lại to gan thế? Chuyện này một khi lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của cô, gián tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Bây giờ cô không phải là một sinh viên bình thường nữa, mà là người phụ trách của hai công ty. Tinh thần mỉm cười nói, tôi biết rồi. Cô nhìn về phía sân khấu Vạn Tư Kỳ và Từ Thành Sương đang đứng ở giữa sân khấu. Bàn ký tên đã được dọn đi, ba lãnh đạo của cơ quan vũ trụ cũng đã rời đi, không thấy Lâm Gia Vi lên sân khấu, không biết cô ta đã đi đâu. Hôm nay mục đích của cô là kéo Lâm Gia Vi xuống ngựa, nếu cô ta đi rồi, cô đi một vòng lớn như thế có ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, Vạn Tư Kỳ bôi đen cô đến thương tích đầy mình, cô cũng sẽ không bỏ qua cho người này. Ánh mắt của tinh thần di chuyển đến ghế khách mời, Lâm Thế Hiền không có mặt, nhưng Lâm Huyễn vẫn ở đó. Lâm Huyễn thấy Tống Tinh Thần đang nhìn về phía mình, đặt ngón tay lên môi, ngả ngớn hôn gió một cái. Tinh Thần thu hồi ánh mắt, điện thoại di động trong túi sách nhỏ vang lên, có tin nhắn đến. Tinh Thần đi ngang qua giáo sư Tôn, đi đến biên sân khấu, mở điện thoại ra, là tin nhắn của Lục An Ninh. Tinh Thần, vừa rồi Lâm Gia Vi đến bàn khách gọi cảnh thần hành đi, Lâm Thế Hiển cũng đi theo rồi. Cậu phải cẩn thận, Tôi sợ họ sẽ thuyết phục cảnh thần hành nhắm vào cậu. Tinh thần tắt màn hình điện thoại xuống, đứng trong góc, cười lạnh. Thuyết phục cảnh thần hành nhắm vào cô, chưa biết cảnh thần hành có bị thuyết phục hay không, nhưng họ vẫn muốn nhắm vào cô sao? Được rồi, cô sẽ đợi. Chỉ cần Lâm Gia Vi chưa rời khỏi đây, vẫn còn ở hội trường, cộng thêm chuyện của Vạn Tư Kỳ, cô nhất định sẽ đòi hết trên đầu Lâm Gia Vi. Nếu không phải Lâm Gia Vi sắp xếp và xúi dục Vạn Tư Kỳ không bao giờ đủ thông minh để lừa cô tin tưởng và lấy được tài liệu đạo văn của Lâm Gia Vi, rồi vu oan giá họa cho cô ngay trước mặt cả trường, cả nước. Chưa thức gì hoa tiếp mộc này quả thật là cao tay, đã thành công chuyển hết sự phẫn nộ của mọi người lên người cô. Hãy thử tưởng tượng, nếu Vạn Tư Kỳ thành công kết tội tinh thần, cho dù Lâm Gia Vi bị nhà trường xử phạt, tội của tống tinh thần lại càng không thể tha thứ. Dù là trong trường hay dư luận cả nước, mọi người sẽ đều chỉ trích tinh thần, vu khống cô, bôi nhọ cô. Ngược lại, Lâm Gia Vi lại trở thành nạn nhân. Cô ta bị tống tinh thần lừa dối và xúi dục, được tống tinh thần dạy cho đạo văn, chỉ cách quảng bá, cách để trở nên nổi tiếng và đạt được các giải thưởng, cuối cùng cô ta bị đế đại xử phạt. Tống tinh thần đã làm cho thiên kim danh viện đế đô đổ đốn đến mức này, quả thực là tội đáng chết. Khi đó tinh thần sẽ thật sự bị đẩy vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Dù sau này cô có nổi tiếng đến đâu, thì tiếng xấu này mãi không gột rửa được, phát minh ra cái gì cũng không được tin tưởng, mọi người sẽ đều cho là cô đi mua. Mà hai công ty đứng tên cô, ảnh hưởng bởi tiếng xấu của cô sẽ không có ai hợp tác, dân chúng sẽ không mua sản phẩm của cô. Đến lúc đó, cô chỉ có thể ngồi chờ chết. Lâm Gia Vi muốn giết cô, sao cô có thể để cô ta được như ý chứ? Lần này, rốt cuộc ai sẽ chết? Hãy chờ xem. Tinh thần cất điện thoại lại vào túi sách nhỏ rồi lại bước ra ngoài. Đầu tiên, cô liếc mắt về phía lục an ninh đang ngồi ở bàn khách. Quả nhiên, hàng ghế của lục an ninh trống hết, lâm gia vi, lục an ninh, cảnh thân hành đều không ở đó, ngay cả mục đình kiêu mới đó cũng không thấy nữa. Nhưng vệ sĩ của hắn vẫn đứng ở lối đi, chắc hắn vẫn ở trong hội trường. Ở giữa sân khấu, ngay khi tinh thần bước ra khỏi tấm màn, nhiều phóng viên trên khán đài đã liên tiếp chụp ảnh cô. Giáo sư Tôn đi thẳng về phía cô, tức giận nói, vạn tư kỳ này vẫn không bỏ cuộc, vẫn muốn buộc tội cô, tức chết tôi rồi. Tinh thần hỏi giáo sư Tôn, sao vậy? Giáo sư Tôn giận dữ nói, cô ta đứng trên sân khấu nói hưu nói vượn, vẫn còn mặt mũi đứng đó mà nói. Cô ta nói cô đang tẩy não mọi người, coi mọi người là kẻ ngốc. Tinh thần nhìn lên sân khấu, Vạn Tư Kỳ vẫn tự tin nói to, vị từ thành xương tiên sinh này, chúng tôi đây đều biết anh là nhân viên của Tống Tinh Thần, tất nhiên sẽ không dám nói xấu chủ. Nên những lời anh nói, chúng tôi không thể tin được. Người ta nói, bắt người tiền tài, thay người tiêu tai, anh đã nhận tiền của Tống Tinh Thần rồi, căn bản không thể không nói chuyện bảo vệ cho cô ta được. Những lời anh nói, chúng tôi không thể coi là sự thật. Anh từ thành xương, anh là tiến sĩ ký hợp đồng với công nghệ Tinh Thần, sao mọi người lại phải tin anh? Tiền lương ở đây của anh cao gấp 3 chỗ cũ, đủ để giải thích tại sao anh lại đứng về phía cô ta, mọi người thấy có đúng không? Dưới đài gần như không có ai trả lời cô ta. Phía bên các giáo viên cũng im lặng. Một số sinh viên kéo nhau thì thầm, nhưng hầu hết đều chỉ nhìn Vạn Tư Kỳ mà không nói gì. Nhưng Vạn Tư Kỳ hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của mọi người, cô vẫn ngẩng cao đầu, thậm chí còn sục sôi ý chí hơn. Giáo sư Tôn cũng có thiện cảm với Tống Tinh Thần. Mọi người đều biết mối quan hệ giữa ông ấy và Tống Tinh Thần bắt đầu trước cả từ thành xương. Bên trong mối quan hệ này có gì đáng ngờ, Tống Tinh Thần trả cho ông ta bao nhiêu tiền, chúng ta không thể nào biết được. Nhưng tôi rất tò mò, tại sao giáo sư Tôn lại mặc kệ mọi người hoài nghi, mặc kệ áp lực có thể bị đuổi khỏi đế đại mà đứng lên ủng hộ tống tinh thần. Trước đây một thời gian, tôi đã xem qua trang tuyển dụng của công nghệ tinh thần và thấy rằng mức lương mà công nghệ tinh thần đưa ra là rất cao. Với vị trí nhân viên nghiên cứu, cô ta ra giá gấp 3 những công ty khác. Các công ty khác trả một vạn, cô ta trực tiếp trả 3 vạn, thử hỏi có ai không động tâm chứ. Hơn nữa, mức lương này đã bao gồm chi phí nhà ở và 3 năm bảo hiểm. Điều làm người khác động tâm hơn nữa không phải là được chia hoa hồng sản phẩm mà là đãi ngộ nhà ở. Mọi người không nghe nhầm đâu, nhân viên được cấp một căn nhà có 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, diện tích hơn 100 mét vuông. Công nghệ tinh thần có 3 tòa nhà, mỗi tòa cao hai mươi mấy tầng, tổng cộng hơn 200 căn. Đế đô là nơi tắc đất tắc vàng, trụ sở của công nghệ tinh thần lại là khu trọng điểm, 1 mét vuông giá hơn 10 vạn, một căn nhà phải hơn 10 triệu, cô ta cứ thế cấp cho nhân viên. Hơn nữa nhân viên còn có thể đưa người nhà đến ở. Wow, dưới đài vang lên từng đợt hít khí lạnh, thông tin này làm không ít sinh viên đỏ mắt ghen tị. Thậm chí một số sinh viên năm cuối ở lại học lấy bằng tiến sĩ còn vào thẳng trang tuyển dụng của Công nghệ Tinh thần tìm hiểu, vì đãi ngộ này quá hấp dẫn. Ký hợp đồng một cái, lập tức có nhà ở đế đô, tôi hỏi mọi người, có ai không động tâm, có ai không muốn vào Công nghệ Tinh thần chứ? Đúng, đến tôi cũng động tâm đối mặt với công nghệ tinh thần tài lực hùng hậu như thế, dù là giáo sư tôn hay từ thành xương đều sẽ nói tốt cho tống tinh thần. bọn họ dù là nói dối cũng sẽ bảo vệ cô ta. Tôi vẫn tin rằng hệ thống điều khiển bay và pin graphene của tống tinh thần đều là do cô ta mua về. Cô ta căn bản chỉ là người ăn cắp thành tựu, là kẻ phá hoại trong giới nghiên cứu khoa học. Cô ấy chiếm giữ những nguồn lực hàng đầu của mọi nhà nghiên cứu khoa học và chèn ép hàng ngàn nhà nghiên cứu khoa học cấp dưới. Nếu những người bên dưới không đứng dậy được, họ sẽ phải đổi nghề, khiến cho nhân sự của ngành ngày càng thiếu. Theo thời gian, nếu không có những lớp người mới vào thổi luồng gió mới cho ngành, nói lĩnh vực khoa học công nghệ của đất nước sẽ thụt lùi trong 10 năm cũng không phải là nói ngoa. Lúc này, phản ứng của những người dưới đài không tích cực như lần trước nữa, họ không dễ dàng bị tẩy não, trở thành vũ ý của cô ta nữa. Thậm chí, một bộ phận lớn khán giả vẫn đang kinh ngạc chuyện ký hợp đồng được cấp nhà của công nghệ tinh thần. Một sinh viên trực tiếp hỏi Vạn Tư Kỳ: tôi nói cô cứ nói tống tinh thần phá rối tình hình, rốt cuộc cô ấy đã phá rối cái gì? cô ấy trả lương cao cho các nhà nghiên cứu, cho họ phúc lợi và nhà ở trên trời. nếu là tôi, tôi tình nguyện để hết tên thành tên ông chủ. đúng vậy, chỉ là danh nghĩa mà thôi, phúc lợi cô ấy đưa ra còn chưa đủ cao à? đúng vậy, tiền bối từ thành xương chính là một ví dụ điển hình đấy thôi. anh ấy từng làm châu ngựa ở viện nghiên cứu, thậm chí còn chẳng kiếm được tiền từ lúc đến công nghệ tinh thần lương tăng gấp 3 không nói, còn được trích hoa hồng, còn được cấp nhà ở. Nhà đất ở đế đô là thứ mà chúng tôi chỉ dám nhìn chứ không dám với, mà công nghệ tinh thần đã đặt tiền lệ trong ngành về chuyện cấp nhà cho nhân viên. Cô luôn miệng gán cho cô ấy cái chức kẻ phá hoại, nhưng cô có bao giờ nghĩ rằng cô ấy đã gián tiếp cải thiện phúc lợi của các nhà nghiên cứu khoa học, đồng thời cho những công ty tư bản hút máu khác biết như thế nào mới là một công ty tử tế có thể làm nên chuyện lớn không? Đúng vậy, ai có thể nâng cao phúc lợi cho người nghiên cứu khoa học, chúng tôi sẽ ủng hộ người đó. Cũng có một số người giữ thái độ phản đối trực tiếp đứng lên phản bác. Các người quá thiển cận, nếu tống tinh thần thật sự mua bừng sáng chế, vậy thì cô ấy không chỉ vi phạm quyền lợi của nhà phát triển, mà còn đang chèn ép những người được đề cử những giải thưởng hàng đầu. Những người khác không thể nào giành được những giải thưởng vinh quang đó, còn những người ngâm mình trong phòng thí nghiệm lại thành đi làm công cho người ta. Tôi đồng ý, Tôi không nghiên cứu khoa học vì lương cao hay để kiếm tiền. Tôi muốn tiến lên phía trước, giành giải Nobel và trở thành người đứng đầu trong giới khoa học công nghệ. Nhưng những người như Tống Tinh Thần đang cản đường tôi, khiến tôi cả đời chỉ có thể là kẻ vô dụng. Các ngươi bằng lòng thì mặc kệ các người, tôi không bằng lòng. Anh chàng này nói chuyện quá hung hãn, lập tức làm một số người phản cảm. Có người ngay lập tức phản đối với kết quả của cậu mà còn mong đạt giải Nobel Á. Tỉnh mộng đi. Cậu dám nói lại tôi à, Tiểu tử, đứng ra đây, còn nói thêm câu nữa, tôi cho cậu biết hai chữ hối hận viết thế nào. Đứng thì đứng, sợ gì chứ? Xem thành tích của cậu toàn là đứng chót khoa, hẳn là đi cửa sau vào đế đại đi, còn muốn đạt giải Nobel. Phía dưới, sinh viên chia thành hai nhóm và bắt đầu cãi nhau.